Thành phố Hà Nội đưa mục tiêu phấn đấu trong năm 2024 này sẽ thu hút được 27 triệu lượt khách du lịch. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch số 173 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thủ đô. Theo số liệu từ Sở Du lịch thành phố Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 11,5 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng tháng 5 vừa qua, tổng khách du lịch đến thủ đô đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng cao, khẳng định du lịch thủ đô đang khởi sắc và là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Nó cũng đưa doanh thu từ lĩnh vực này 5 tháng qua tăng thêm gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Theo mục tiêu, trong năm nay, thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu để thu hút được 27 triệu lượt khách du lịch. Trong năm 2025, con số này sẽ tăng thêm để đạt tới 30 triệu lượt.